Xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn đã trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video báo giá tổng hợp những cái dòng xe tải cũ hiện tại còn lại bên mình, cho anh em quý khách hàng cùng các bạn cập nhật những dòng xe tải cũ mới nhất của bên mình nha. Đó, thì xe tải cũ mà nhiều những cái xe mình bán rồi á, hay là những cái xe mới về á, thì anh em không cập nhật được. Thì mình làm cái video này để trong cái kênh của mình để cho anh em dễ dàng cập nhật tình hình xe cũ còn lại bên mình. Thì xe nào mới về, xe nào còn lại, thì xe nào bán rồi mình cũng đều quay lên đây để cho anh em cập nhật. Anh em giúp mình đăng ký cho mình cái kênh xe của mình để đón những cái video cập nhật và báo giá từng cái dòng xe tải cũ hiện tại có bên mình, cho anh em quý khách hàng của các bạn để tham khảo và đưa ra cái sự lựa chọn cần thiết cho anh em quý khách hàng cùng các bạn, những cái dòng xe cần để anh em quý khách hàng cùng các bạn kinh doanh chở hàng hóa nha. Thì đầu tiên mình có một em Kia K3000, cũng là nhập khẩu nguyên chiếc luôn từ Hàn Quốc, đời 2001, với mức giá nó bên mình đang rao bán cho anh em chỉ 85 triệu thôi, phiên bản thùng kính, thùng dày 36, nước sơn màu xanh dương khá là đẹp đấy. Xe này thì không có máy lạnh, nhưng mà xe được cái là máy còn máy mới làm lại, máy chủ đã làm lại hết, bảo hành 3 năm luôn anh em, rất là bền với cái động cơ của cái máy này đó. Thì Kia 201 với mức giá ra đi em nó 85 triệu, thùng dài 3m6, 201, thùng dài 3m6, thùng kính. Đó, em thứ nhất mình muốn mang đến cho anh em. Tiếp theo là em thứ hai, cũng là một Kia K3000S luôn, nhưng mà đời cao hơn, cũng giống con kia luôn, 3m6 luôn. Thùng này là thùng inox nha, được cái lớp ngoài, lớp trong cũng có một lớp inox nữa, lớp sàn inox luôn. Thì thùng này dài 36, đời 2006, và mức giá ra đi em nó là 140 triệu, K3000S. Đó, rất là đẹp. Và cái dòng xe này còn zin rất là nhiều nha. Xe này còn zin rất là nhiều. Và cái dòng xe này máy rất là khỏe. Xe này thì bao cho anh em đâm đụng cắn mớp nha. Đó, xe này còn đăng kiểm. Tiếp đến là mình có một em Vim 1.9 5 tấn vô thành phố được, thùng kính luôn, thùng dài nó là 3m8, sản xuất 2016 với mức giá là 195 triệu có thương lượng nha. Tất cả những cái dòng xe bên mình báo giá cho anh em đều có thương lượng hết. Anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp mình theo số điện thoại 0937 965 342 để cùng thương lượng về cái giá cả cũng như đến đây để trải nghiệm cái dòng xe cũ bên mình nha. Rồi, và tiếp đến mình lại có một em Vim nữa. Em Vim này là 2.4 và thùng dài gần 5m, 4m995. Đây là cái xe màu trắng đời 2015 với mức giá mà mình đi ra bán là 240 triệu có thương lượng nha. Xe này có máy lạnh và rất là đủ cái tính năng hiện đại cho cái dòng xe tải đó, 2015, 2.4, thùng dài gần 5m đó, giá là 240 triệu, chữ thơ màu trắng khá là đẹp. Rồi, tiếp đến mình lại có một em Vim 3.5 tấn, phiên bản của nó là 3.5 tấn 490, xe chạy bằng B2 được, thùng cũng dài 5m với mức giá là 260 triệu có thương lượng nha. Tất cả những dòng xe bên mình thì có thương lượng. Xe này màu xanh, cũng trang bị rất đầy đủ, 2015 luôn, 240 triệu, thùng dài 5m, ngang của nó là 1m8 và cao của nó cũng là 1m850. Nói chung là hai cái dòng xe này thùng và kích cỡ thùng giống nhau, chỉ khác nhau về cái phần tải trọng thôi. Một con màu trắng là 240, một con màu xanh là 260 có thương lượng nha. Đó, ok anh em, mình với anh em đã vừa trải nghiệm xong những cái dòng xe tải cũ báo giá bên mình còn lại để cho anh em quý hàng cùng nhau tham khảo. Nếu mua xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937 965 342 để mình có thể tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Rồi, ok, cảm ơn em.